giá của các loại tiền ảo có thể về không và cảnh báo nhà đầu tư có thể đánh mất tất cả. Theo các chuyên gia của Up Global Wealth Management, giá Bitcoin và các loại tiền mã hóa có thể tiếp tục tăng trong tương lai gần, nhưng về lâu dài sẽ đối mặt nguy cơ sụp đổ. Báo cáo của Up Global Wealth Management cho rằng, với quy chế giám sát có chiều hướng ngày càng thắt chặt và sự cạnh tranh từ tiền ảo từ các ngân hàng trung ương, không có gì đảm bảo rằng giá của những đồng tiền ảo lớn hiện nay có thể tránh được nguy cơ giảm về không. Netscape và MySpace là những ví dụ cho thấy một số ứng dụng mạng xã hội từng rất phổ biến, nhưng rồi biến mất. Báo cáo cho biết, đồng Bitcoin đã tăng 300% trong năm 2020 và liên tiếp lập các mốc kỷ lục mới trong năm 2021. Tuy nhiên, sau khi chạm ngưỡng đỉnh cao nhất mọi thời đại 42.000 USD, giá Bitcoin đã quay đầu giảm mạnh và hiện đang giao dịch quanh mốc 37.000 USD. Sự biến động mạnh của đồng tiền ảo này đang gây sự tranh cãi lớn trong giới đầu tư tài chính. Nhiều nhà đầu tư có tên tuổi đã gia nhập thị trường tiền ảo. Trong khi đó, vẫn có một số người gọi tiền ảo là một trò cờ bạc, bê bối và gian lận. Upwater cho rằng, nhờ lực đỡ của một số yếu tố như nhu cầu của các nhà đầu tư mới, mức độ chấp nhận rộng hơn của các định chế tài chính và nguồn cung hạn chế nên giá Bitcoin cũng như các loại tiền ảo sẽ tiếp tục tăng trong ngắn hạn. Tuy nhiên, về dài hạn, việc các chính phủ có khả năng siết chặt quy chế giám sát đối với Bitcoin sẽ là một rủi ro lớn đối với nhà đầu tư. Mặc dù không gọi tiền ảo là bong bóng, vì rất khó để xác định giá trị thực chất của một tài sản không có dòng tiền, song Upwater vẫn giữ quan điểm hoài nghi đối với loại tiền ảo này. Upwater khuyến cáo, các nhà đầu tư tiền ảo nên hạn chế số vốn rót vào kênh đầu tư này. Đồng quan điểm này, mới đây, Cơ quan Quản lý Tài chính Vương quốc Anh, FCA cũng đưa ra cảnh báo rằng, các khoản đầu tư và các sản phẩm cho vay liên quan đến tiền điện tử đều đi kèm với các rủi ro rất cao. Nếu người tiêu dùng đầu tư vào những loại sản phẩm tiền điện tử này, họ nên chuẩn bị cho việc mất sạch tiền đầu tư, FCA cảnh báo. Hiện FCA đã mạnh tay hơn trong việc quản lý tiền điện tử như cấm bán cho các nhà đầu tư nhỏ lẻ. Ngoài ra, những công ty kinh doanh tiền điện tử tại Anh mà không đăng ký cũng được coi là phạm tội hình sự. Trước đó, ngân hàng Bank of America cũng cho hay, đợt tăng giá của Bitcoin có thể là một cơn sốt đầu cơ điển hình, và bong bóng đang hình thành có vẻ như là mẹ của mọi bong bóng tài sản khác. Nhật Linh tổng hợp.